lời sự sống đã ban cho con đức tin. Lời Ngài phán đắc thắng quyền lực. Ta sẽ làm những điều giữa các ngươi mà các ngươi không thể tưởng tượng được. Từ bầy chiên nhỏ bé này, ta sẽ làm những việc lớn lao. Vào năm 2004, ít ai mường tượng được lời tiên tri trên từ Chúa Thánh Linh phán qua tôi tớ Ngài, Mục sư Christian, giám đốc truyền giáo Trung tâm Lời Sự Sống Thụy Điển, sẽ ứng nghiệm như thế nào. Vậy mà nhờ ân điển của Chúa, ngày nay Hội Thánh Lời Sự Sống đã đặt chân đến 20 tỉnh thành của đất nước Tuyên Quang, Sơn La, đến Thanh Hóa, Nghệ An và thậm chí cả Bình Dương ở miền Nam. Trong số đó, có những nơi Hội Thánh Lời Sự Sống đã đóng cọc cho chắc như Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên. Số lượng tín đồ theo thống kê sơ bộ vào đầu năm 2011 là trên 1.000 người. Mỗi chủ nhật hiện có 7 buổi nhóm tại khu vực nội thành Hà Nội. Trường Kinh Thánh bắt đầu từ năm 2006. Tính đến nay đã có gần 400 sinh viên tốt nghiệp Trường Kinh Thánh năm nhất. Trường Kinh Thánh năm 2 tập trung vào công tác truyền giáo và mở hội thánh mới, luôn nhận được sự đáp ứng tích cực từ các sinh viên. Dù phải tham gia vào một năm học tương đối vất vả, với một nửa thời gian là thực hành truyền giáo, thời điểm hiện tại có 4 lớp học Kinh Thánh đang hoạt động với tổng số khoảng gần 200 sinh viên tham gia học, trong đó có 2 lớp hàm thụ diễn ra vào buổi tối. Các hội thánh khác đã có những đánh giá tích cực về trường và luôn cử nhiều sinh viên đến học. Vâng, bởi sự kêu gọi từ trời, bởi sứ mạng từ trời, bởi sự sức giàu, bởi sự kêu gọi từ Hội Thánh Lời Sự Sống. Vâng, dưới sự sức giàu của sứ đồ Vũ Liên Mạng. Vâng, chúng ta nhân danh Chúa Giêsu quyền năng, thần long trọng công bố. Ngày hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 2011, Hội Truyền Giáo Đông Dương chính thức được thành lập và ra đời. Hội Thánh Lời Sự Sống là một hội thánh sân bay, nói theo lời của Mục sư Can Gustav, nơi các nhân công của Chúa được sai phái vào những cánh đồng, trở về tiếp nhiên liệu rồi lại bay tiếp. Cảm ơn Chúa thì đấy cũng là một điều mà Chúa cũng đặt để trong lòng và cũng cứu mang từ lâu đó. Tức là cảm nhận được Chúa kêu gọi cho cá nhân tôi cũng như gia đình trong tương lai sẽ không những chỉ phục vụ Chúa ở Việt Nam và ở quê hương của mình, nhưng mà tôi cảm nhận và Chúa nhiều lần cũng bày tỏ cho tôi rằng tôi sẽ đi những đất nước khác nữa. Dù đang lan rộng, toàn bộ Hội Thánh Lời Sự Sống Việt Nam vẫn giữ chặt liên kết như một thân thể. Kể cả khía cạnh hành chính, Hội Thánh cũng đang chú trọng để trở nên hiệu quả hơn trong cách thức làm việc. Giờ làm việc tại văn phòng đã được thiết lập, góp phần quan trọng cho công tác tại hiện trường được trôi chảy hơn. Nhớ lời Kinh Thánh dạy tín đồ cần làm việc lành, công tác từ thiện của Hội Thánh cũng đang chớm nở. Những bộ quần áo được gửi từ miền xuôi lên miền núi, những hộp sữa được phát cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, hơn cả áo và sữa. Hội Thánh ước ao phản ánh tấm lòng thương xót của Chúa Giêsu. Thiên Chúa đã định trước thì giờ và giới hạn chỗ ở cho mỗi người. Tín đồ Hội Thánh Lời Sự Sống biết ơn Chúa vì mình là người Việt Nam và ước mong góp phần xây dựng đất nước này. Hội Thánh Lời Sự Sống cũng ý thức mình không chỉ là một phần của Lời Sự Sống quốc tế, mà còn là một phần thân thể của Chúa tại Việt Nam. Chúng ta luôn muốn đồng công với các anh em từ các hội thánh khác. Năm nay, Hội Thánh Chúa toàn Việt Nam hân hoan kỷ niệm 100 năm ngày Tin Lành đến Việt Nam. Không chỉ có đại biểu đến tham dự kỳ đại lễ chung, thấp thoáng những con người phục vụ hội nghị tại sân vận động Quần Ngựa Hà Nội là những tín đồ Hội Thánh Lời Sự Sống. Nụ cười nở tươi trên gương mặt đẫm mồ hôi, vì chúng ta muốn được phục vụ người như Chúa đã đến để phục vụ và phó mình làm giá chuộc cho nhiều người. Chúng tôi vui mừng về các bạn. Chúng tôi yêu Hội Thánh Lời Sự Sống. Chúng tôi quý trọng Hội Thánh Lời Sự Sống. Đây là Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Hội Thánh này đi đâu, nơi đó có quyền năng và sự sống. Hội Thánh này đi đâu thì ánh sáng tình yêu của Đức Chúa Trời đến đó để chiếu đi bóng đen của tội lỗi. Ngài cho vươn đến Hà Nội, Ngài cho vươn đến các tỉnh thành, Ngài cho vươn đến tận làng xóm, Ngài cho vươn đến sang Lào, sang Campuchia. Lời sự sống, cây sự sống sẽ lan ra khắp Việt Nam. Cháu cảm thấy rất là vui và rất hạnh phúc khi được làm một thành viên trong Hội Thánh Lời Sự Sống. Cháu cảm thấy như Hội Thánh như là gia đình của cháu vậy. Là một thành viên của Hội Thánh Lời Sự Sống, cá nhân tôi thấy mình rất hãnh diện khi được ở trong một cái môi trường sống mới, được trong một ngôi nhà mới. Đối với tôi, Hội Thánh Lời Sự Sống là gia đình của tôi. Đối với tôi, ra đây Hội Thánh Lời Sự Sống là tất cả của tôi. Lời sự sống đã ban cho con đức tin. Lời Ngài phán.